Aminoglycoside, nhóm kháng sinh. Đường toàn thân hoặc tại chỗ. Kháng sinh chủ yếu kìm khuẩn. Chú ý, sự hấp thu aminoglycoside, aminoside dùng tại chỗ có thể trong một số hoàn cảnh liều cao. Tổn thương thực thể gây nên những nguy cơ tương tác tương tự như khi dùng aminoglycoside đường tiêm. Các thuốc trong nhóm, Amikacin lọ tiêm 500 mg, 2 ml. 250mg 2ml, 500mg 2ml, 1000mg 4ml. Amazon lọ bột pha tiêm 500mg 2ml. Amikachin lọ bột pha tiêm 250mg 2ml. Amikachin dung dịch tiêm 250mg ml. Amikay lọ bột pha tiêm 250mg 2ml. Amiclin lọ bột pha tiêm 50 mg 1 ml, 250 mg 2 ml và 500 mg 4 ml. Biodersina lọ bột pha tiêm 250 mg 2 ml, 500 mg 2 ml, 1 g 4 ml. Cupramicin ống tiêm 500 mg 2 ml. Laikicin dung dịch tiêm truyền 250 mg 2 ml. 500 mg 2 ml Mikin lọ bột pha tiêm 500 mg 2 ml. Minakin lọ bột pha tiêm 500 mg 2 ml. xanh lọ bột pha tiêm 100 mg 2 ml. 500 mg 2 ml. Celemicin 250 mg ml. Fremaiseton thuốc nhỏ mắt 31.500 đơn vị. Dung dịch nhỏ mũi 1,25%. Frakidex thuốc nhỏ mắt 31.500 đơn vị. Sofremaiseton dung dịch nhỏ mũi 1,25%. Fremaiseton phối hợp với Nafazolin. Gentamicin ống tiêm 80mg, 2ml. 40mg, 2ml thuốc mỡ cha mắt 3%. Dung dịch nhỏ mắt 3mg, 10ml. Betnervet GM kem bôi 0,1%, Gentamicin sunfat cộng betamethasone và micronazole. Zinoptic liquid dung dịch nhỏ mắt 0,03%. Gentacin 40 ống tiêm 40mg, 2ml. Gentersin 80 ống tiêm 80 mg 2 ml. Gentergram ống tiêm 40 mg 2 ml. Gentamicin Sunfat ống tiêm 40 mg 2 ml. 80 mg 2 ml. Gentamicin thuốc mỡ cho mắt 3%. Gentamicin thuốc nhỏ mắt dung dịch 0,3%. Gentamicin B, G, ống tiêm 40mg, 1ml. 80 mg 2 ml Gentamicin 80 up hay Gentamicin five phác ống tiêm 80 mg 2 ml Thuốc nhỏ mắt 3% 5 ml Progara ống tiêm 80 mg 2 ml Infectoflum thuốc nhỏ mắt 15mg Gentamicin cộng Fluoromethylon, lọ 5ml, mỡ cha mắt 15mg Gentamicin cộng Fluoromethylon, tiếp 4g. Servigenta 80 ống tiêm 80mg, 2ml. Neomycin mỡ cha mắt 340.000 IU, 100g. Cebemisin mỡ cha mắt 5 g, Neomisin 3400 IU 1 g. Cebemisin dung dịch nhỏ mắt lọ 10 ml, Neomisin 340.000 IU 100 ml. Dicotinep, dịch nhỏ mắt, nhỏ tay 25 mg, Neomisin sunfat. Flacot N kem bôi da 15 g, 5 mg, Neomisin sunfat 1 g. Isaac viên ngậm 2,5 mg phối hợp, xanh viên ngậm 2,5 mg phối hợp, Lorinden N kem bôi da 15 g, 5 mg Neomycin sulfat 1 g, Neodesa thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi Neomycin 17.000 đơn vị 5 ml, Nemideson thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi nhỏ tay Neomycin 17.000 đơn vị 5 ml. Neutrogenin viên đặt âm đạo 65.000 đơn vị, viên, phối hợp. Neumicin Diamond dung dịch nhỏ mắt 3.500 đơn vị, ml. Neumicinum mỡ cha mắt 0,5% tiếp 3 gram. Neutrogenin viên đặt âm đạo. Neumicin Sulfat 65.000 đơn vị, viên. Polydesa thuốc nhỏ tai 1% Neomycin Sulfat lọ 5ml. 10ml. Polidesa nasal thuốc nhỏ mũi. Polyzonax viên đặt âm đạo. Neomycin sunfat 35.000 đơn vị viên. Netimicin dung dịch tiêm 100mg, 2ml. Netimicin dung dịch tiêm 100mg, 2ml. Neotison ống tiêm 100mg, 2ml. Unitin ống tiêm 100mg, 2ml. Spectrum lọ 2g, Kirin lọ bột pha dung dịch tiêm 2g, Togosai lọ bột pha dung dịch tiêm 2g, Chobison lọ bột pha dung dịch tiêm 2g, Spectrum lọ 2g. Streptomycin lọ 1 gam, Streptomycin panfacma lọ bột pha tiêm 1 g. Streptomycin cedafam lọ 1 g. Streptomycin sunfat lọ bột pha tiêm 1 g. Tobramycin dung dịch nhỏ mắt 1 mg, 1 ml. Mỡ trà mắt 1 mg, gam. Myson dung dịch tiêm 80mg, 2ml, dung dịch nhỏ mắt 15mg, 5ml. Dactobran dịch treo nhỏ mắt 3mg, ml. Kèm Dexamethasin. Gentobre dịch treo tiêm 80mg, 2ml. Mytop dung dịch tiêm 80mg, 2ml. Tobrobac dung dịch nhỏ mắt 0,3%. Tobramycin dung dịch tiêm 40 mg 1 ml. Tobramicina IBI dung dịch tiêm 150 mg 2 ml. Tobradex dịch treo và mỡ tra mắt 3 mg 1 ml. 3 mg. Tobrex dịch treo và mỡ tra mắt 1 mg 1 ml. Toracin dung dịch nhỏ mắt 3 mg 1 ml. Topran dịch treo nhỏ mắt 3mg, ml. Union Topra xanh dung dịch tiêm 80mg, 2ml. Chú ý khi chỉ định thuốc. Cân nhắc nguy cơ, lợi ích, mức độ 3. Nhược cơ, aminosai làm giảm dẫn truyền thần kinh cơ. Thông qua ức chế giải phóng acetylcholine và như vậy làm tăng các triệu chứng nhược cơ. Thận trọng, mức độ 2. Thời kỳ mang thai aminoside được coi là nguyên nhân gây điếc bẩm sinh hay gây tổn thương thần kinh thị giác do độc tính của thuốc nhóm này. Suy thận, aminoside thải qua thận dưới dạng còn hoạt tính. Khi suy thận, có thể có nồng độ thuốc quá cao trong huyết thanh và do độc tính với thận và với tai nên có thể làm bệnh thận nặng lên và làm điếc vĩnh viễn. Cần hiệu chỉnh liều lượng thích hợp. Cần theo dõi. Mức độ 1. Thời kỳ cho con bú. Aminosai có thể qua sữa mẹ. Người cao tuổi, tuổi tác là yếu tố dễ gây độc với tai, tổn thương tiền đình và ốc tai, và độc với thận. Với người cao tuổi, cần theo dõi chặt chẽ chức năng thận và thính giác ngay trong trường hợp đã hiệu chỉnh liều lượng cẩn thận. Tương tác thuốc, phối hợp nguy hiểm, mức độ 4, aminoglycoside tương tác với các cephaloporin hoặc thuốc tương tự. Phân tích, phối hợp với cephalotin làm tăng nguy cơ độc với thận. Nguy cơ này hãy còn bàn cãi và có thể chỉ hạn chế ở chất này. Xử lý, cần theo dõi chức năng thận, nếu phải điều trị theo đường tiêm dài ngày. Cân nhắc nguy cơ, lợi ích. Mức độ 3 aminoglycoside tương tác với xanh. capriomycin, kháng sinh polypeptide colistin, tyrotherison, phân tích, tăng độc tính với tai và với thận do phối hợp hai thuốc độc với thận. Có hiệp đồng các tác dụng không mong muốn. Sự phối hợp này có thể có ích trong một số trường hợp. Xử lý. Phối hợp thuốc này thường áp dụng tại bệnh viện. Mặc dầu cách dùng thuốc một liều duy nhất cho aminosai mỗi ngày sẽ hạn chế độc tính với tai và với thận. Sau khi cần phối hợp thuốc phải hiệu chỉnh liều lượng thuốc theo độ thanh lọc creatinine áp dụng công thức Cockcroft và Go. Cần đặc biệt theo dõi khi dùng thuốc ở người cao tuổi. Aminoglycoside tương tác với camustin hoặc dẫn chất. Foscanid. Lincosamid. Methotrexate. Penicillamine hoặc dẫn chất. Aminoglycoside tương tác với camustin hoặc dẫn chất foscanit lincosamid methotrexate, penicillamin hoặc dẫn chất phân tích tăng nguy cơ độc với thận do phối hợp hai thuốc có tiềm năng độc với thận hiệp đồng tác dụng không mong muốn xử lý phối hợp thuốc này thường thấy nhất là tại bệnh viện mặc dầu cách dùng aminoside một liều duy nhất mỗi ngày sẽ hạn chế độc tính với thận và tai song khi cần phối hợp thuốc phải hiệu chỉnh liều lượng thuốc theo độ thanh lọc creatinine. Áp dụng công thức co crop và go, cần đặc biệt theo dõi sử dụng ở người cao tuổi. Aminoglycoside tương tác với digoxin. Phân tích, tốc độ hấp thu digoxin bị giảm đi, làm giảm tác dụng dược lý của thuốc. Tuy nhiên, lại có một tỷ lệ thấp số người bệnh dưới 10% có hiện tượng giảm chuyển hóa digoxin khi dùng kết hợp với neomycin. Cơ chế giảm hấp thu digoxin khi dùng cùng với aminoside còn chưa rõ. Còn vấn đề giảm sự chuyển hóa của digoxin có thể do neomycin đã diệt các tạp khuẩn ruột. Có vai trò trong sự tạo thành các sản phẩm của digoxin khử hóa. Là một bước trong sự chuyển hóa của chất này. Xử lý, phần lớn các người bệnh chưa xác định được liều digoxin mà dùng một liều đơn nhất neomycin không cần sự chăm sóc gì đặc biệt. Nhưng đối với người bệnh chưa xác định được liều digoxin trong điều trị duy trì hay người bệnh dùng neomycin nhiều lần liên tiếp hay dùng lâu dài thì phải theo dõi sự thay đổi nồng độ digoxin trong máu để tìm ra một liều lượng thuốc thích hợp. Aminoglycoside tương tác với độc tố Clostridium botulinum. Phân tích, nguy cơ tăng tác dụng giống Cura của các aminoside và ngược lại. Độc tố Clostridium botulinum phong bế acetylcholine ở chỗ nối thần kinh cơ và gây liệt cơ. Xử lý, kê đơn độc tố Clostridium botulinum dành riêng cho những chuyên gia. Trong một số chỉ định chính xác hiếm gặp. Nếu điều trị bằng kháng sinh aminoglycoside phải tính tới nguy cơ này khi chọn liều độc tố Clostridium botulinum. Aminoglycoside tương tác với phenicol. Phân tích, tác dụng kìm khuẩn của các phenicol có thể đối kháng tác dụng diệt khuẩn của nhóm thuốc phối hợp. Tác dụng diệt khuẩn biểu hiện trên các vi khuẩn trong giai đoạn phát triển theo hàm mũ. Tính đối kháng này có thể có hại trong điều trị viêm màng não mà ta cần can thiệp sớm và mạnh. Xử lý, phải tính tới nguy cơ này theo bối cảnh sinh bệnh học cụ thể. Việc phối hợp thuốc có thể được thực hiện tùy thuộc loại thuốc. Và vi khuẩn gây bệnh cần chú ý đến nồng độ ức chế tối thiểu. MIC. Aminoglycoside tương tác với thuốc chống viêm không steroid. Phân tích Thuốc chống viêm không steroid làm giảm tốc độ thanh lọc của cầu thận, gây tích lũy aminosai. Do đó làm tăng nồng độ các thuốc này trong huyết tương, đặc biệt ở trẻ sơ sinh thiếu tháng. Xử lý, rút bớt liều aminosai, rồi mới dùng thuốc chống viêm không steroid. Sau đó, hiệu chỉnh lại liều dùng dựa vào chức năng thận và nồng độ aminosai trong huyết thanh. Aminoglycoside tương tác với thuốc gây thư giãn cơ không khử cực. Phân tích: Do tác dụng hiệp đồng về dược lý, tác dụng của các thuốc gây thư giãn cơ sẽ được tăng cường, gây suy hô hấp. Xử lý: Chỉ dùng kết hợp thuốc này khi thật cần và phải tìm liều thích hợp thuốc gây thư giãn cơ thông qua đáp ứng thần kinh cơ. Chuẩn bị hỗ trợ hô hấp nếu cần. Tương tác cần thận trọng, mức độ 2 furosemide hoặc thuốc tương tự, thuốc lợi tiểu thải kali phân tích. Độc tính với tai của các aminoside và các thuốc lợi tiểu thải kali có thể tăng lên nếu dùng phối hợp hai thuốc. Có thể mất thính lực ở mức độ khác nhau, đôi khi không hồi phục được. Cơ chế chưa rõ. Có thể do tác dụng hiệp đồng về độc tính với tai. Nguy cơ tăng khi dùng thuốc theo đường tĩnh mạch khi suy thận. Xử lý, nếu cần phối hợp thuốc. Phải theo dõi đều đặn thính lực. Đối với người suy thận, cần giảm liều một trong hai thuốc hoặc cả hai thuốc. Aminoglycoside tương tác với interleukin hai tái tổ hợp. Phân tích, interleukin chỉ được dùng tại cơ sở chuyên khoa. Nguy cơ hiệp đồng tác dụng độc với thận của hai thuốc. Xử lý, điều trị bằng interleukin chỉ được thực hiện ở những cơ sở chuyên khoa. Do thuốc được chỉ định cho những trường hợp nặng. Khi đó, các tương tác nặng nhẹ tùy theo tình trạng chung của người bệnh. Nếu không hoãn dùng được một trong hai thuốc cần theo dõi cẩn thận ion đồ và độ thanh lọc creatinine. Aminoglycoside tương tác với muối vàng. Phân tích tăng creatinine niệu, hiệp đồng tác dụng độc với thận. Xử lý, loại phối hợp thuốc này hay gặp nhất là tại bệnh viện mặc dù cách dùng aminoside một liều duy nhất mỗi ngày sẽ hạn chế độc tính với tai và với thận, nhưng nếu cần phối hợp thuốc này phải hiệu chỉnh liều lượng cho thích hợp theo độ thanh lọc creatinine, công thức Cockcroft và Go. Cần theo dõi thường xuyên chức năng thận. Cần đặc biệt theo dõi khi dùng ở người bệnh cao tuổi. Aminoglycoside tương tác với penicillin, các loại ampicillin, methicillin, nafcillin. Oxacillin, penicillin G, piperacillin, ticaxilin. Phân tích tính hiệp đồng của các kháng sinh này đã được xác định. Tuy vậy, một số aminoglycoside bị mất tác dụng do một số penicillin. Mất tác dụng nhiều nhất khi phối hợp in vitro. Khi tiêm vào cơ thể, thuốc bị pha loãng nên làm giảm bớt tính tương kỵ lý hóa. Sopramicin và Gentamicin mất tác dụng do các loại Penicillin nhiều hơn so với Netimicin. Hoặc Amicacin, Gentamicin có thể bị mất tác dụng nhiều hơn với Ticaxilin so với Metlacilin. Hoặc Pipercillin. cơ chế chưa rõ, xử lý, không trộn lẫn Aminoglycoside với các loại Penicillin tiêm vào trong cùng một dung dịch giám sát nồng độ aminoglycoside và chức năng thận, điều chỉnh liều khi cần. Aminoglycoside tương tác với thuốc gây mê khác ngoài thuốc gây mê barbituric và thuốc gây mê bay hơi. Phân tích, tương tác tùy thuộc tính chất phong bế chỗ nối thần kinh cơ. Phong bế dẫn truyền thần kinh cơ của aminoside. Xử lý, nếu người bệnh phải qua phẫu thuật khuyên họ thông báo cho thầy thuốc gây mê tất cả các thuốc đã và đang dùng. Aminoglycoside tương tác với thuốc gây mê bay hơi chứa halogen. Phân tích, nguy cơ phong bế thần kinh cơ tăng lên, có thể gây nhược cơ và ức chế hô hấp, thậm chí gây liệt, đặc biệt với chất influrane và isoflurane. Xử lý người gây mê phải tránh nguy cơ này, phải chuẩn bị các thuốc kháng cholinesterase và các muối canxi tiêm để giải tỏa sự phong bế thần kinh cơ. Nguy cơ này giảm thiểu khi có hỗ trợ hô hấp, phải chú ý khi người bệnh tỉnh lại. Aminoglycoside tương tác với thuốc loại Cura. Phân tích, nguy cơ phong bế thần kinh cơ tăng, có thể kéo theo nhược cơ, suy hô hấp, thậm chí liệt. Chú ý, nguy cơ phong bế này có thể gặp với các thuốc gây mê halogen, hóa bay hơi và một số thuốc giảm đau họ thuốc phiện. Nhưng ở mức độ nhẹ hơn, xử lý, thầy thuốc gây mê phải tránh nguy cơ này. Phải chuẩn bị các thuốc kháng cho và các muối canxi tiêm để giải tỏa sự phong bế thần kinh cơ. Nếu người bệnh được hỗ trợ hô hấp thì nguy cơ này mất đi. Aminoglycoside tương tác với salicylate. Phân tích, salicylate khi dùng lâu dài và với liều cao, có thể độc với tai. Do đó, độc tính này sẽ tăng khi người bệnh được điều trị bằng một aminoside với liều cao. Xử lý, phải chắc chắn là người bệnh không dùng thường xuyên các salicylate được điều trị hay tự điều trị. Tùy theo sự cần thiết, điều trị phối hợp phải thường kỳ kiểm tra thính lực. Aminoglycoside tương tác với vancomycin. Phân tích: Mỗi thuốc đều độc với thận. Nguy cơ độc cho thận có thể tăng khi phối hợp hai thuốc. Tương tác xảy ra muộn, cơ chế còn chưa rõ. Xử lý: Giám sát chức năng thận và nồng độ huyết thanh của thuốc. Điều chỉnh liều aminoglycoside hoặc vancomycin nếu cần. Aminoglycoside tương tác với jancitabin. Phân tích: tăng nồng độ yansitabin trong huyết tương kèm theo tăng nguy cơ nhiễm độc. Xử lý, theo dõi các tác dụng không mong muốn của yansitabin và nếu cần, giảm thấp liều dùng. Aminoglycoside tương tác với amphotericin B. Cycloporin. Cisplatin. Tương tác cần theo dõi, mức độ 1 aminoglycoside tương tác với amphotericin B, cyclosporin, cisplatin hoặc dẫn chất, phân tích, tăng nguy cơ độc với thận do phối hợp hai thuốc có tiềm năng độc với thận, hiệp đồng những tác dụng có hại. Xử lý, phối hợp này hay gặp nhất là tại bệnh viện. Mặc dầu cách dùng aminoside một liều duy nhất mỗi ngày hạn chế được độc tính với tai và thận nhưng nếu cần phối hợp thuốc thì phải điều chỉnh liều thuốc cho thích hợp theo độ thanh lọc creatinine, công thức Cockcroft và Go. Cần theo dõi đều đặn chức năng thận. Cần theo dõi đặc biệt khi dùng ở người bệnh cao tuổi. Aminoglycoside tương tác với Tacrolimus. Phân tích, tăng nguy cơ độc với thận do phối hợp hai thuốc có tiềm năng độc với thận. Hiệp đồng những tác dụng không mong muốn. Xử lý. Những phối hợp này hay gặp, nhất là tại bệnh viện. Mặc dù cách dùng Aminoside một liều duy nhất mỗi ngày có thể hạn chế được độc tính với tay và thận. Nhưng nếu cần phối hợp thuốc phải điều chỉnh liều thuốc cho thích hợp theo độ thanh lọc creatinine, công thức crop và Go. Cần theo dõi đặc biệt khi dùng ở người bệnh cao tuổi. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt dược sĩ thực hành dược tốt và điều dưỡng thực hành dùng thuốc đúng cách theo dõi phát hiện biểu hiện bất thường của người bệnh khi dùng thuốc đặc biệt trong những trường hợp bắt buộc cần kết hợp thuốc cho người bệnh thì bác sĩ có thể tiên đoán và chuẩn bị xử trí khi có tương tác bất lợi xảy ra khi nghiên cứu về tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định bác sĩ dược sĩ và điều dưỡng có thể đánh giá được nguy cơ đối với người bệnh ở từng trường hợp cụ thể nhằm thực hiện sử dụng thuốc hợp lý an toàn cho người bệnh các bạn nhớ thích chia sẻ đăng ký kênh khi thấy video có ích nhé cảm ơn các bạn rất nhiều video được thực hiện dương thanh thơ